Cô thân ái chào mừng các em đến với khóa học ngữ văn 10 của trang web olm.vn. Năm 1938, tập thơ thơ ra đời đã gây một tiếng vang lớn trên thi đàn văn học Việt Nam 1930-1945 và vị trí hàng đầu của xuân diệu trong làng thơ mới mặc nhiên được công nhận xuân diệu là một hồn thơ không bao giờ khép kín luôn rộng mở với trời đất với cuộc sống và con người đó là một tấm lòng yêu say đắm cuồng nhiệt và một nỗi khao khát được giao cảm mãnh liệt với vũ trụ, với cuộc đời. Thơ Duyên là một trong những bài thơ thể hiện niềm khao khát sao cảm đó. Trái tim đa tình của Xuân Diều dễ dàng rung động trước cảnh đẹp của thiên nhiên. Trong chủ đề sao cảm với thiên nhiên, các bạn sẽ được hòa mình vào sắc màu của mùa thu nơi đầu bút của tác giả, bước vào cái duyên cớ bất ngờ mà Xuân Diều đắm say trong tác phẩm này bài học của chúng mình sẽ có những nội dung chính như sau thứ nhất tìm hiểu chung thứ hai một số yếu tố trong thơ được thể hiện trong văn bản và thứ ba tình cảm cảm xúc cảm hứng chủ đạo mà người viết thể hiện trong văn bản bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với nội dung đầu tiên các bạn nhé phần thứ nhất tìm hiểu chung trong phần tìm hiểu chung các bạn sẽ có hai nội dung cơ bản đó là tác giả và tác phẩm bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với nội dung đầu tiên tác giả Xuân Diệu sinh năm 1916, mất năm 1985, tên đầy đủ là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ lớn của dân tộc. Quê nội của ông ở làng Trảo Nha, nay thuộc xã Đại Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Quê ngoại ông là Vạn Gò Bùi, xã Tùng Sảnh, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Những miền đất này đều là nguồn nuôi dưỡng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến hồn thơ của ông. Xuân Diệu làm thơ khi còn rất trẻ, sớm nổi tiếng với phong trào thơ mới. Phong cách sáng tác của ông, thơ của ông rất dồi dào, những rung động tươi mới, tràn trề tình yêu và niềm khát khao sao cảm với đời. Trong cuốn Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh Hoài Chân đã nhắc đến Xuân Diệu. Thơ Xuân Diệu còn là một nguồn sống giàu dạt, chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, sống cuốn quýt, muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khi vui cũng như khi buồn, người đều nồng nàn tha thiết. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về tác giả bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tác phẩm nhé trước khi tìm hiểu về tác phẩm chúng ta sẽ đến với nội dung đọc văn bản trước khi đọc văn bản các bạn hãy tự suy ngẫm và trả lời các câu hỏi như bạn hãy chia sẻ những cảm xúc đặc biệt những quan sát phát hiện thú vị của bản thân về thiên nhiên quanh mình trong hình dung của bạn bức tranh mùa thu có những hình ảnh màu sắc đường nét đặc trưng nào với những câu hỏi gợi mở này sẽ giúp cho các bạn tiếp cận văn bản một cách sâu sắc hơn. Vậy, cụ thể bài thơ có chủ đề gì? Nội dung ra sao? Các bạn cùng cô đến với phần đọc nhé! Thơ Duyên, Xuân Diệu Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên Cây me ríu rít cặp chim truyền Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá Thu đến nơi nơi động tiếng huyền Lưu ý vào những từ ngữ chỉ mối quan hệ giữa các sự vật trong khổ thơ thứ nhất và phải hiểu được đó là mối quan hệ thế nào. Các từ ngữ chỉ mối quan hệ giữa các sự vật mà các bạn cần phải chú ý trong khổ thơ này, ví dụ như hòa, cặp, qua, đồng. Theo các bạn, những từ ngữ trên cho thấy các sự vật có mối quan hệ như thế nào? Đúng rồi, đó là mối quan hệ gắn bó và hòa hợp bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với những nội dung còn lại nhé con đường nho nhỏ gió siêu siêu Lã lả cành hoang nắng trở chiều buổi ấy lòng ta nghe ý bạn lần đầu rung động nỗi thương yêu em bước điềm nhiên không vướng chân anh đi lững đững chẳng theo gần vô tâm nhưng sửa bài thơ diệu anh với em như một cặp vần Mày biết về đâu bay gấp gấp Con cò trên ruộng cánh phân vân. Đến này Trong khổ thơ thứ tư Cảnh vật có sự thay đổi như thế nào So với khổ thơ một và khổ thơ thứ hai Dựa vào các từ ngữ về đâu Bay gấp gấp Cánh vân vân Có thể thấy Cảnh vật có sắc thái buồn hơn Gấp gáp Báo hiệu sự chia ly Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đọc những nội dung còn lại nhé! Chim nghe trời rộng sang thêm cánh, hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần. Ai hay tuy lặng bước thu êm, tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm. Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy, lòng anh thôi đã cưới lòng em in trong tuyển tập xuân diệu thơ nhà xuất bản văn học hà nội năm 1986 trang 100 đến 101 như vậy vừa rồi chúng mình đã thực hiện xong phần đọc bài thơ duyên bây giờ chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu một vài nội dung như sau thứ nhất là xuất xứ theo em bài thơ được trích từ tập thơ nào Thơ Duyên được in trong tập thơ thơ năm 1933 đến năm 1938. Đây là tập thơ đầu tay của tác giả, cũng là tập thơ gây được tiếng vang lớn và đưa tên tuổi của ông đến với bạn đọc yêu thơ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa nhanh đề. Theo em, từ Duyên trong nhan đề Thơ Duyên có ý nghĩa gì? như chúng ta đều biết nghĩa của từ duyên rất phong phú nó có thể chỉ quan hệ vợ chồng chỉ những gặp gỡ trong đời hay chỉ mối quan hệ gắn bó tựa như tự nhiên mà có hoặc là chỉ sự duyên dáng vân vân trong nhan đề thơ duyên từ duyên được hiểu ở đây là bức tranh thu có sự giao hòa giao duyên tựa như tự nhiên mà có, giữa thiên nhiên với thiên nhiên, con người với thiên nhiên và con người với con người. Thơ duyên nói về những duyên tình đẹp đẽ ấy. Các em thân mến, như vậy trong bài đọc ngày hôm nay, cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tác giả, tác phẩm, cùng nhau đọc qua bài thơ và tìm hiểu những yếu tố xung quanh tác phẩm, hy vọng rằng với những kiến thức này sẽ trở thành một bàn đạp vững chắc để giúp cho các bạn học sinh có thể đi sâu tìm hiểu và khám phá những nội dung chi tiết hơn nhé. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé.